Ngày 12 tháng 11, ông Trần Công Tráng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián cho biết tại bờ biển địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào, lực lượng chức năng đang xác minh danh tính của nạn nhân. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân đi đánh cá ở vùng biển thuộc thôn Tân Thượng, xã Cương Gián bất ngờ phát hiện thi thể nam giới bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Người dân nhanh chóng thông báo sự việc cho chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nạn nhân cao khoảng 1m7, độ tuổi khoảng 40-50, mặc áo dài tay, quần bò dài màu đen và có đeo một chiếc vòng cổ bạc. Hiện công an xã Cương Gián thông báo thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm danh tính nạn nhân. Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút sáng 11 tháng 11, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lam phát hiện hai thi thể trôi dạt trên sông thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Các nạn nhân đều không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.